Đây à? Làm sao vậy hả? Căn sọ nào? Ui, căn sọ không nổi đây à? Xấy luôn anh em ơi. Khỏi cần căn sọ luôn và thằng bé thì vẫn lên bản điểm số bình thường này. Thằng cuối này. Ui, vãi. Hơi cay anh em ơi. Xong. Yes. 8 kill top 1 luôn anh em ơi. Yeah, rút côn ra nào. Wow. Chô. Mua nick Free Fire lên quân. Tới ngày sụp sĩ kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Thì ngày hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần, Kẹo xin chúc anh em tuần mới học tập và làm việc hiệu quả nha anh em. Vãi chiều này. Một kill đầu tiên rất là dễ dàng với con nhân vật Avaro luôn nha mọi người. So nha anh em. Ok luôn này, có luôn được một cây MP40 nữa, phải nói là khá là ngon phải không nào. Chúng ta có luôn ba lô ba này. Vào mỗi thứ hai hàng tuần thì game Free Fire sẽ mở chế độ tốc chiến nha anh em ơi. Chơi game rất là thú vị luôn, cơ bản là trong cái chế độ này anh em sẽ lượm được vô cùng là nhiều đồ ngon này. Chết từng có người anh em ơi. Chúng ta có một cây UMP này. Ok luôn, combo của Kẹo đang sử dụng là một cây UMP thảm họa với lại MP40 sấm sét thì phải anh em ơi. Hello. Đậu xanh này. Chưa thấy ai cả anh em ơi. Đủ. Hình như là thằng kia nó chạy rồi, nhanh quá nhở. Nhanh tay nhanh chân quá nhở anh em nhở. Mình không nghĩ là thằng bé nó chạy nhanh như vậy luôn. Rồi nha, let's go. Thì trong một cái trận đầu tốc chiến của chúng ta chỉ có đó là 20 người chơi thôi nha mọi người. Ở phía trên có người thì phải lên luôn xử chúng nó nào. Ăn đủ đây à? Mày liệu hồn với anh em ơi. Úi dồi làm sao. Tóc hồng hải em ơi. Xong luôn này, thằng bé đang ngồi quần máu lên bảng điểm số luôn. Ơ kìa. Làm sao đi hải em ơi. Lại thêm một thằng tóc hồng phải không anh em ơi. Úi dồi, vỡ đầu luôn. Ngon lành cành đào nhỉ, 3 kill rồi anh em ơi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ qua lượm xác nó xem là có gì nào. Một cây M249 lâu lắm rồi thì mình không có xài cái cây súng này luôn anh em ơi. Hôm nay chúng ta sẽ dùng M249 quẩy trong cái chế độ tốc chiến luôn. Thì mình có cây M249 màu hồng trông vô cùng là rực rỡ. Không biết là mọi người có thấy không nhở. Lên trên cái quân nào, chỉ còn lại có 9 người chơi nữa mà thôi anh em ơi. Thì dạo này trong game Free Fire, cây M249 của chúng ta đã được nâng cấp tốc độ bắn lên đáng kể luôn, nên là bắn rất là phê anh em ơi. Và nâng cấp thêm cả độ chính xác nữa thì phải này. Hello, người đâu, chưa có thấy luôn anh em ơi. Còn lại 9 đứa cơ mà, mưa thì vẫn đang rơi. Mình thấy là cái hiệu ứng thời tiết mưa trong cái chế độ tốc chiến này rất là hay và thú vị luôn. Không biết là bao giờ thì nó sẽ cập nhật vào trong chế độ đấu ranh nhỉ anh em. Đủ, làm sao? Anh em thì chưa đam rất là ổn định luôn, 27, 28 và mình hạ gục, thế nên ở ngay phía dưới cực kỳ là dễ luôn. Chỉ với vài phát bắn bằng cây súng M249, anh em thấy được tốc độ bắn nó có nhanh không ạ? Ngon lành phải không nào? Rồi ok, và sát thân này chúng ta sẽ có thêm, ui, một cái ống ngắm 1x. Rất là hữu dụng cho cây súng M249 luôn nha anh em. Let's go nào. Ten. Hello. Vậy là còn lại có 8 đứa thôi anh em ơi. Theo chân Kẹo và chúng ta cùng đi săn tìm những thanh niên còn lại trong ván đấu này nha anh em. Ten, hiện tại Kẹo đang ở cái khu vực khu dân cư rồi và vẫn chưa thấy có thêm thanh niên nào đây cả anh em ơi. Vậy nên là các bạn sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi hơn nữa nha. Lượn lờ qua xưởng cơ khí này xem nào. Hello, chẳng nhẽ là các bạn ấy trốn thì Kẹo lại không tìm thấy được hả? Tìm thấy tốt luôn nha anh em, chẳng qua là chúng ta sẽ phải kiên nhẫn hơn anh em ơi. Và Kẹo sẽ thử lượn lờ tìm mọi ngóc ngách trong game xem là như nào nha mọi người. 6 người chơi nữa thôi mà. Bo thì đang thu lại và nó sẽ nhỏ hơn nữa rồi anh em ơi. Hello. Ui, không có ai thật luôn hả? Ui, vãi lúa luôn này. Làm sao đấy hả? Một đứa ngay phía tròi trước mặt luôn. Hơi bị căng thẳng anh em ơi. Ui, nó dùng á đúc cả. Nó tính phá con Kẹo của mình cả. Và anh ơi tha em cái, em còn mẹ già con nhỏ. Cái đậu xanh này làm sao? Coi chừng nha. Nhất định là thanh niên này sẽ vỡ đầu bởi cây súng M249 cộng với scope 4x của mình luôn. Anh em nhá, hãy chờ Kẹo nhá. Xem thằng này nó làm gì mình này. Chú tưởng là chú ngồi trên tròi mà ngon đấy hả? Ok thôi, anh tuyên bố chú coi chừng là vỡ đầu nhá. Vỡ con Kẹo rồi anh em ơi, chạy xuống dưới cho nó lành nào. Quay đứng tạm đi nhá. Làm sao bây giờ chú muốn làm sao hả? Cái đầu kìa. Xong luôn. Ui, lú như con cú chưa bạn ơi. Thôi xong thằng bé. Tưởng là có A-Dup, ngồi tròn là ngon cơ anh em ơi. Tôi cầm M249 Scoponic tôi vả cho thì đúng là lên bảng điểm số luôn. Thật sự là chia bột với bạn nha, ok. Vậy thì Kẹo ngày hôm nay sẽ gánh trọng trách top 1 của bạn nhá, yên tâm nha. Yên tâm, hôm nay cố gắng chạy hát lấy top 1 luôn. Không top 1 xóa game, không top 1 nghỉ game luôn anh em nhở. Nào lên trên cái nào.
Vậy là cái thời tiết mưa của chúng ta đã qua đi rồi. Nắng lên thì phải nói là đồ họa rất là đẹp luôn anh em ơi. Sau cơn mưa thì trời lại sáng và vừa hạ gục thanh niên kia kẹo sẽ kiếm thêm được mạng nữa nha mọi người. Nào. À kia. Úi dồi ôi chạy đâu hả em ơi, úi dồi ôi chạy đâu hả. Xong luôn M219 với tốc độ sấy nhanh thần thánh thì mình hạ gục bạn đó cực kỳ là đơn giản rồi này. Hai thằng cuối thôi, lúc này chỉ còn lại là hai thằng cuối thôi anh em ơi, hai thanh niên cuối cùng trong cái ván đấu này. Anh em đã nhìn thấy chúng nó chưa nhở? Hãy theo chân kẹo và tìm truy lùng tung tích của hai thanh niên cuối cùng nha anh em ơi. Hello, để xem là chúng nó trốn được ở đâu nha mọi người. Bo đã thu lại rất là nhỏ luôn rồi. Uầy, anh em thấy là đã đủ căng chưa nhở? Đã đủ nóng chưa nhở anh em nhở? Vâng, thì kẹo với 33.333333% top 1 trong cái trận đấu này. À đây à? Đây à? Làm sao vậy hả? Căn sọ nào? Uầy, căn sọ không nổi đây à? Sấy luôn anh em ơi. Khỏi cần căn sọ luôn, và thằng bé thì vẫn lên bản điểm số bình thường này. Thằng cuối này. Uầy, vãi. Hơi cay anh em ơi. Xong. Yes. 8 kill top 1 luôn anh em ơi. Yay, rút côn ra nào. Wow. Chô. Thế là top 1 rồi anh em ơi. Làm thêm game tốc chiến đã nhỉ anh em. Vâng, và hiện tại thì kẹo đang ở vị trí thung lũng rồi anh em ơi. Mái tóc của nhân vật đó là Avaro thì không thể sai vào đâu được. Mái tóc vàng chó gặm anh em ạ. À đâu, quên, tôi nhầm anh em ơi. Mái tóc vàng bò liếm đấy, đuôi bò luôn. Anh em thấy giống đuôi bò không? Let's go cái nào. 15 người chơi nữa trong ván đấu này mà thôi nào. Đây à, làm sao? Đây à, làm sao? MP40 thì tầm bắn nó hơi bị sai anh em ơi. Uầy, dựng ngay quả bóng kèo phát nào. Làm sao hả? Làm sao hả? Làm sao, muốn cái gì hả? Ăn đủ anh em ơi. Căng ở nhà anh em ơi. Úi dồi, làm sao? Chú chạy qua đây tưởng anh không biết hả? Úi dồi ơi, mình thề luôn. Mình đoán biết thừa đường nó chạy qua bên này anh em ơi. Vậy nên là lên bảng đếm số là đúng rồi nha bạn ơi. Lần sau thì tránh cái mặt kẹo ra nha bạn ơi. Ok này, chúng ta có cả 33 luôn. Mũ ba này, giáp ba này. Uầy, làm sao? Thế nên nào ở ngay vị trí mũ keo vậy? Chạy nhanh đi em ơi, không anh lên anh vả cho chú thì đừng có mà hỏi là tại sao xanh mộ nha em. Let's go nào. Qua phía đi coi, 11 người chơi nữa mà thôi. Các em ơi, tình hình là trận đấu của chúng ta đang rất là căng thẳng luôn. Mưa thì vẫn đang rơi này. Có một điều hơi bị khoai đó là đạn tiểu liên thì hết mất tiêu rồi anh em ơi. Có mìn hả? Mìn này. Qua luôn anh em ơi. Một đứa vừa đẩy lên trên thì phải anh em ơi, lên trên góc vui luôn nha. Nào, hello, đây à? Đây hả em ơi, đứng lại em ơi. À đủ. Bây giờ muốn làm sao hả? Xong luôn, lên bảng điểm số luôn, 2 kill ngọt sớt luôn nha mọi người. Ơ, cái thằng vừa chạy lên là nó luôn, mà không còn thằng nào ở phía trên nữa cả anh em ơi. Thế như là nó vừa hạ thằng ở phía trên phải không nào? Thôi kệ đi, lên trên loot xác chúng nó luôn anh em. Ui, chắc là có nhiều đồ ngon đây. Đấy, lại có được đạn tiểu liên rồi, ngon chưa anh em ơi. Đang bảo là đang thiếu đạn tiểu liên, bây giờ lên là đầy ắp đạn tiểu liên luôn. Ngon phải không nào mọi người? À, mình sẽ lượm thêm máu anh em ơi. Ok này, lượm thêm 2 túi máu và chúng ta có 6 túi máu rồi nha anh em. Uầy, đạn dược thì full ma lô luôn, thao hồ mà bắn, thao hồ mà quẩy này. Đấy, 234 viên đạn tiểu liên thì lo gì thiếu đạn nữa hả? Rồi nha mọi người. Hello, có ai đây không vậy? Có ai đây không vậy? Nghe rõ trả lời nào. Xin kẹo, gọi cái địch, nghe rõ trả lời nào. Không ai trả lời thì ngồi ăn tạm cái nấm nha anh em. Chúng ta có luôn 100 EP này, ngon không mọi người? Uầy, ấy lại là M219 màu hồng luôn nha anh em ơi. Vẫn là combo cũ giống như trận đấu lúc nãy. Kẹo dạo này lại thích chơi M219 anh em ơi. Với lại MP40 nữa, phải nói là một combo hoàn hảo luôn. Lấy top 1 là hơi bị dễ phải không nào anh em. Let's go nào. Ấy, 5 người chơi nữa mà thôi. Uầy, có người. Có người kìa. Chạy Đông Hải em ơi. À, ngay sau bóng keo hả? Nó kìa anh em. Uầy, làm sao? Uầy, bắn kinh vách cơ trưởng còn tí máu này. Uầy, cuốn máu nhanh anh em ơi. Cuộc chiến tay ba rồi anh em ơi, lại thêm một thằng nữa đẩy lên kìa. Càng phải lúa nhỉ. Uầy, xong chưa em ơi, lên bản điểm số chưa? Thích nhây với anh làm cái gì hả? Ui dồi ôi, thích nhây với mình và cái kết là đắng lòng chưa nhỉ? Một đứa xong keo này, chạy đâu hả em ơi? Nó chạy nhanh quá anh em ơi, uầy, vãi trưởng thật nhở. Hello. Đang ngay xong keo này. Uầy, vãi thề luôn. Chúng nó bắn như siêu nhân vậy anh em ơi. Kẹo là M219 thì cũng chỉ ở mức tạm tạm thôi anh em. Uầy, phải này hơi căng nhá. Phía dưới lại có thêm người chơi nữa rồi anh em ơi. Cơ hội top 1 của mình lúc này là 25%. Thôi, chạy xuống dưới này. Vãi, cái gì đấy hả bạn ơi, căng vậy. Uầy, thằng bé này chơi mình căng vãi anh em ơi, còn đúng tí máu này. Quấn cho nó full này. Nó xuống dưới giúp các bạn ơi. Vậy nên là kẹo cũng nên xuống dưới thôi nhỉ anh em ơi. Ở trên này làm cái gì nữa hả? Bây giờ là còn đúng 2 tí máu nha.
Nãy sau khi máu giật con hai này, đủ căng chưa? Ơ kìa, thằng bé bị hạ luôn rồi kìa. Uầy, dã man nhở. Ây, ngay phía tảng đá của người luôn. Vãi lúa thế anh em. Thôi xuống dưới, chạy hẳn xuống thung lũng cho nó lành luôn anh em ơi. Đây, chạy qua phía này này. Còn hai thằng nữa thôi anh em ơi. Một thằng thì ở ngay cái gốc đá đó rồi. Vậy còn một thằng nữa ở ngay vị trí nào nhỉ anh em ơi. Thôi, cứ vào bò trước đã xong rồi là tính sau nha mọi người. Let's go. Ten ten. Thế luôn mình cầm cây mỏng chín màu hồng nhìn kiểu sướng vãi anh em ơi. Một skin khá là ngầu. Uầy, vãi lúa. Cái gì đấy? Anh ơi bình tĩnh nào, anh ơi bình tĩnh nào, anh ơi làm gì mà căng thẳng vậy? Thằng bé nó đổi sang vị trí sau trụ điện rồi anh em ơi. Mình đang tính là lên là vả nó luôn anh em ơi. Uầy, gạ dao gạ chảo này, gạ team up này xong chưa em ơi? Thích gạ team up không hả em ơi? Thanh niên gạ team up và cái kết đáng lòng. Lần sau thì chừa cái mặt mình ra nha bạn ơi. Mình đang che hát kiếm tôi một gạ team up với đáng lòng chưa anh em? Vậy là còn lại thằng cuối nha anh em ơi, thằng cuối này. Hello, đâu nhỉ em ơi? Ơ, hình như là thằng cuối là đang ở ngay cái phía thung lũng anh em ơi. Thế thì thôi rồi, thế thì bạn khả năng cao bạn sanh mộ với mình rồi. Mình đứng ở vị trí này, thằng bé chạy qua đây chắc chắn là khả năng cao lên bản điểm số luôn anh em ơi. Nào, 10 giây nữa bò sẽ thu lại nhá. Cơ hội bây giờ là mình top 1 nó phải lên đến đó là 99.999% rồi anh em ơi. Được bò ủng hộ không top 1 nữa thì chắc là xóa game đi chứ còn là chơi gì nữa hả anh em. Ui nó chạy kìa. Xong luôn, đã bị hạ. Yes, quẩy thôi anh em. Ngon này nhỉ. Rút côn ra nào. Wow. Wow.